Hello, Biển Xanh xin kính chào quý anh chị và các bạn cùng các nhà đầu tư cá nhân. Lời đầu tiên, Biển Xanh xin được kính chúc quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, luôn thành công và luôn vạn sự như ý nhé. Hôm nay thì Biển Xanh đang có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh Lộ 9, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách Sài Gòn 8 km quý anh chị nhé. Hôm nay Biển Xanh xin được phép chia sẻ, giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một sản phẩm ký gửi mới. Đó là một lô đất vừa và nhỏ, có giá cũng vừa và nhỏ quý anh chị nhé. Lô đất này là hướng Đông Bắc, nằm đối diện với dãy nhà Pháp. Đây chính là dãy nhà Pháp quý anh chị, rất là đẹp. Cái lô đất này có diện tích là ngang 4, dài 11.46, tổng diện tích trên sổ là 46.6m², hướng Đông Bắc quý anh chị nhé. Khu vực này năm nay người ta đang xây nhà rất là nhiều đó quý anh chị. Đây, vị trí của lô đất mình đã tới rồi quý anh chị nhé. Tính từ cái cọc bê tông, cái ống nước đó mình đo ngang sang là 4 và dài sâu xuống phía dưới là 46.6, tổng diện tích trên sổ là 46.6m². Đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng, đất gò cao ráo quý anh chị nhé. Như trên màn hình quý anh chị mình thấy vị trí của lô đất này rất là đẹp. Xây dựng tự do, pháp lý rõ ràng và nó nằm đối diện với dãy nhà Pháp. Khi mà mình mua về đây để mà an cư lập nghiệp thì trước mặt mình có dãy nhà Pháp thì cũng có cái cảm giác nó khá là đông vui đó quý anh chị. Đây. Ở khu vực này người ta đang xây nhà rất là nhiều. Và mình chạy thẳng phía trước là đi sang công viên thế giới tuổi thơ, hay còn gọi là công viên khủng long đó quý anh chị. Còn bên đây thì chính là công viên Á Đông, người ta đang trồng tu và sửa chữa. Đồng thời người ta đang làm cái nhà máy lọc nước sạch. Bên ngoài người ta sẽ xây cái Vạn Lý Trường Thành và bên trong là xây nhà máy lọc nước sạch đó quý anh chị nhé. Đường trước đất là đường nhựa thông, xe hơi chạy là vi vu đó quý anh chị. Cái lô đất này là hướng Đông Bắc và giá của lô này là 590 triệu, còn thương lượng bao sang tên công chứng, thương lượng nhẹ bớt chút lọc thôi quý anh chị nhé. Bao sang tên công chứng trong ngày, mình mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày cùng nhau lên phòng công chứng Đức Hòa để mở sang tên công chứng ngay. Và cái thủ tục sang tên công chứng đăng bộ thì theo quy định nhà nước là 45 ngày là sẽ ra sổ hồng tên chính chủ của mình ở ngoài bìa quý anh chị nhé. Còn nếu như quý anh chị mình chỉ cần cập nhật tên của mình vào trang tư thì chỉ 20 ngày là có sổ hồng rồi quý anh chị nhé. Và nếu như mà mình cập nhật tên của mình ở ngoài trang bìa cũng như là để tên ở trang tư thì pháp lý nó cũng như nhau, nhưng mà cái vấn đề thẩm mỹ thì nó tên của mình để ngoài bìa nó vẫn đẹp hơn, cho nên là theo quy định nhà nước mình làm là 45 ngày. Còn nếu quý anh chị mình mua để mà đầu tư sinh lời, mua đầu tư lướt sóng thì mình cũng chỉ cần công chứng ủy quyền là mình đã có thể mua bán trao tặng rồi quý anh chị nhé. Xây dựng tự do 590 triệu là mình sở hữu ngay một lô đất 46.6m², đất thổ cư 100%, pháp lý rõ ràng. Ở trong cái khu vực này thì mình mua là hoàn toàn an tâm quý anh chị nhé. Trong khu này thì nước hoàn toàn là nước máy, tất cả các tuyến đường thì đều có gắn đèn và camera an ninh, cho nên là khi mà mình mua về đây để mà an cư lập nghiệp cũng như là đầu tư sinh lời thì đây chính là một điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư đó quý anh chị. Và đặc biệt thì cái khu vực này nó nằm giáp ranh và liền kề ngay với thành phố Hồ Chí Minh. Các tuyến đường bao quanh khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh như là quốc lộ 22, tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 824, tỉnh lộ 10, quốc lộ N2, tất cả kết nối với nhau là đường nhựa thông suốt. Và bao bọc xung quanh đây thì rất là nhiều các khu công nghiệp lớn như là Nhị Xuân, Xuyên Á, Hoàng Gia. Chính vì thế mà cái nhu cầu về công ăn việc làm của mình ở đây cũng rất là thuận lợi. Và các khu công nghiệp lớn thì lượng công nhân tập trung về đây để mà sinh sống và làm việc cũng rất là nhiều. Theo thống kê thì tỷ lệ lượng lao động trẻ lên đến 60%, đó chính là một cái tiềm năng về nhu cầu nhà ở đó quý anh chị nhé. Con người thì luôn sinh ra đông đúc, còn đất thì vẫn đứng yên một chỗ. Ai cắm cỏ trước chắc chắn sẽ có lợi trong tương lai, chắc chắn rằng sẽ có nhà đầu tư khác trả giá cao hơn. Chính vì thế mà quý anh chị và các bạn mình đang có nhu cầu an cư lập nghiệp hoặc đầu tư sinh lời, đang có cái số tiền dưới 600 triệu. Xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhanh tay nhấc máy lên, kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé.
Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video của Biển Xanh. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất nhé. Còn bây giờ Biển Xanh xin được phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video lần sau nhé.